Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyên Review. Thì hôm nay mình rất là vui khi giới thiệu với quý vị một sản phẩm Survival như bình thường. Đơn giản thì nó là một con pomade cốc dầu phơm hâu thôi, nhưng mà mình đặt cho nó biệt danh rằng là đây là lọ pomade mà test độ gà của bạn. Tại sao lại test độ gà? Tại sao lại là thử độ gà của bạn? Thì thực ra mà nói thì nói là cái sản phẩm này thử độ ngu thì nó lại hơi phiến diện quá. Thì nói là nhẹ hơn thử độ gà của bạn. Đầu tiên, chúng ta sẽ phải nói rằng rất nhiều dân chơi Việt Nam nhìn thấy bao bì Survival thì rất là thích, đúng không ạ? Ngay cả người không chơi nhìn nó rất là đơn giản mà trông cũng rất là bắt mắt. Đó, đi vào lòng người vãi. Và khi mà các bạn nhìn một live có một cái bàn đánh DJ này, một cái máy ảnh này, có một cái mặt nạ chống độc này, có một cái túp lều này, bốn cái sản phẩm cơ bản. Bạn nhìn vào, bạn thấy rằng là cái bàn DJ này nhìn trông đơn giản quá. Còn cái mặt nạ chống độc kia thì mình không biết cái màu này. Cái lều này thì cũng được đấy, nhưng mà nó có chỉ có medium hâu thôi. Vậy thì mình sẽ chọn cái máy ảnh. Và đó là một sai lầm lớn nhất trong lịch sử của rooming Việt Nam, của những dân chơi Saputok, của những dân chơi pomade tất tần tật. Các dân chơi ạ, clip này là clip mà các dân chơi than vãn, clip các dân chơi chửi, clip các dân chơi phải nói làm sao nhỉ? Mình hãy bộc lộ hết tất cả những cảm xúc của mình ra. Và hãy làm như thế một cách điên rồ nhất có thể ở dưới phần bình luận. Bởi vì Nguyên Review muốn tất cả mọi người biết tiếng Việt xem clip này, sau khi xem đến đoạn này đều phải suy nghĩ cân nhắc rất kỹ sau khi quan tâm đến các con sản phẩm này. Giới thiệu với các bạn một lần nữa, giới thiệu chính thức sản phẩm mà hôm nay chúng ta sẽ được trải nghiệm cùng với nhau, là nỗi ám ảnh của tất cả mọi người khi mới chơi pomade và bị thường xuyên là bị chọn sai. Survival AZ Tiger Firm Hold Pomade đến từ đến từ Mỹ. Tự nhiên nói đến từ nghe tự nhiên thành văn MC quá. Ok, thì chúng ta hãy đi lần lượt từ bao bì, nhãn dán, tất cả mọi thứ như bình thường. Thì mình cũng xin phép các bạn là đi cái này nó hơi lướt qua nhanh, bởi vì đây là một trong những cái thiết kế nó gọi là nổi bật và nó là cái nhận diện của Survival rồi. Thì chúng ta sẽ có những cái gì? Như thường lệ thì chúng ta sẽ có hướng dẫn sử dụng và cái mic by MyPhone in the USA. Nó cũng phải có một số cái biểu tượng ở phía bên trái. Ở chính giữa chúng ta sẽ có thiết kế của logo, hình cái kéo, tên thương hiệu, hình sản phẩm là cái máy ảnh AZ Tiger, tên sản phẩm và cái hiệu năng hoặc là cái miêu tả sản phẩm. Nói chính xác hơn là miêu tả sản phẩm. Ở đây là Firm Hold Pomade, tức là pomade với độ dư nếp khá. Phía phần bên này thì chúng ta sẽ có thành phần, biểu tượng hạn sử dụng 12 tháng, địa chỉ và trang web. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái thông số là 4A113g ở ngay góc dưới cùng này. Đó. Thì trên và dưới chúng ta không có gì. Và đây là lọ thủy tinh cánh dạng, thiết kế lùn. Đó. Thì mình xin phép các bạn mình đọc qua cho các bạn những cái thành phần. So với con Dion Hunok mà hôm qua mình có giới thiệu là con medium hold pomade, thì AZ Tiger có cái điểm khác so với nó là gì? Tất nhiên là độ giữ nếp cao hơn bao bì khác và mùi cũng khác nữa, nhưng mà ở đây ở trong thành phần mình đọc sẽ là gì? Ở AZ Tiger chúng ta sẽ có thêm là dầu bơ, avocado oil, dầu bưởi, grapefruit oil, dầu cam ngọt là sweet orange oil, không biết là gì cái cam ngọt đúng hay không. Đó, có thể là một loại cam Việt Nam nhưng tên nó khác thôi, thì cứ dịch thô như vậy, ai biết thì góp ý mình ha. Ở đây còn có cả juniper berry, mình không nhớ là juniper là cái gì nữa, hình như là cỏ đôi ngựa hay là cái gì, mình cũng không nhớ nữa. Đại khái rằng là cỏ đôi ngựa là hailstone gì gì đấy, đại khái thì đọc là tone thì cũng không đúng lắm, theo kiểu thế, theo juniper berry oil thì ai biết, giải thích cho mình ha. Ở đây sẽ có cypress, thêm nữa
rồi lavender, dầu hoa oải hương và dầu chanh, lim. Các bạn nhớ rõ là lim là dầu chanh xanh, còn lemon là dầu chanh vàng. Đó, phân biệt rõ ràng như vậy. Đó, người ta nói đến lim là người ta đã nói đến quả chanh ở Việt Nam, còn người ta nói đến lemon là nói đến quả chanh ở Mỹ, to đùng bằng bàn tay này. Thì một cái nhược điểm nữa của cái label Cerevel, như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, thì chúng ta có bị bong label. Bong thực ra không phải bong label mà là bong cái lớp bảo vệ của cái nhãn dán, là cái lớp cán cán mờ. Thì mùi hương của AG Tiger thì nó là như thế nào? Mình xin miêu tả cho các bạn rằng là nếu mà để miêu tả cho các bạn dễ hình dung nhất thì nó là cái mùi mà mình bảo là mặn mặn của Gian Hunok và kết hợp với mùi cam chanh. Thế nên là thực ra thì nó mà nói thì cái mùi cam chanh này thì cũng không có vấn đề lắm, nó khá là bình thường. Nhưng mà với mình thì mình cảm giác rằng là nó không được thỏa mãn, nó chua, đơn giản thôi, nó chua. Và mình cảm giác rằng là tự nhiên một người ra đường có một cái mùi chua chua của chanh hay là cam ở trên tóc thì nó không được sự ấn tượng lắm. Mình nghĩ rằng là với mùi hương này thì không phải là một cái gì đấy nó thì tự nhiên có điện thoại nên là phải xuống tiếp các bạn. Thôi bây giờ nói lại về mùi. Chúng ta đang ở cái đoạn mà mùi cam chanh nó hơi chua một chút. Thì đấy, cái vấn đề của cái mùi cam chanh thực ra thì rất là rõ ràng. Nếu mà các bạn không hiểu rõ về mùi cam chanh thì các bạn sẽ luôn nghĩ về mùi cam chanh nó giống như kiểu Kevin Murphy, Knight Rider hoặc là Bonafide Texture Spray. Thì thực ra thì đấy là mùi hương của cam bergamot. Bergamot là một loại, là một giống cam mà về cơ bản thì theo mình tìm hiểu là không ăn được. Nó được sinh ra ở Ý và được, nói chung là vùng khai thác nó nhiều nhất thì là ở Ý. Thì cha sinh mẹ đẻ nó nói rằng là về cơ bản thì nó được sinh ra để trở thành nguyên liệu mùi hương. Thì cái tính chất của mùi bergamot như thế này, thực ra thì tất cả mùi bergamot của chúng ta đang ngửi là cái mùi ruột cam. Còn cái mùi mà nguyên cả một quả cam lúc nào nó cũng sẽ có cái mùi nó hơi hăng hắc và nhậm nhậm đắng. Bởi vì như thế nên là nếu mà chuẩn ra, nếu bạn muốn hình dung ra một cái mùi bergamot thì bạn cứ hình dung ra là một cái lọ Bonafide, một cái chai Bonafide xong rồi nó hơi nhậm nhậm đắng ở phía đầu lưỡi. Thì đấy là hơi thôi nha, hơi nha, rất là nhẹ, nó không đắng đến nỗi như thuốc đâu, nhưng rất là nhẹ thì nó như thế. Thì giải thích về bergamot thì như thế. Thì đấy, bergamot là một cái loại mùi mà kiểu cam ngọt. Thì bản thân mình thấy rằng mùi bergamot thì cũng rất là thơm, rất là vừa mũi, rất là bắt mũi, nhưng mùi cam chanh thông thường thì chưa chắc. Bởi vì như các bạn và mình đang trải nghiệm cái con AZ Tiger ở đây và rất là nhiều một sản phẩm homebrew mùi cam chanh, thì mình thấy rằng là nếu mà các bạn làm chủ điểm mùi cam chanh và tìm kiếm cái chủ điểm mùi cam chanh đơn giản, các bạn muốn đơn giản, muốn làm một cái sự đơn giản cho mùi hương nó không quá đặc biệt, không quá cầu kỳ và thanh mát, thì các bạn đã thất bại hoàn toàn. Bởi vì bản thân cái mùi cam chanh nó hoàn toàn không tạo cảm giác thanh mát lắm, tức là không tạo cảm giác thanh mát một cách tối đa. Nó đơn giản là bởi vì nó hay xuất hiện ở trong mùa hè và trong những cái nước uống giải khát. Thế nên là khi nhắc tới mùi cam chanh thì các bạn liên tưởng tới cái cảm giác thanh mát. Thì đấy là, mình xin nhắc lại, đấy là cách hoạt động của mùi hương hoặc là bất cứ một cái sự vật hiện tượng nào trên đời. Các bạn có một cái neo suy nghĩ, các bạn có một cái ấn tượng về một cái sự hiện tượng nào đấy, các bạn sẽ nhớ nó duy nhất rằng là nó phải như thế. Và khi một người có một cái trải nghiệm khác, bạn cùng một cái quả cam đấy chẳng hạn, người ta bảo là mùi nó khác bởi vì cái quả cam đấy người ta ngửi bên Mỹ nhiều rồi. Đó, Mỹ gì không biết, nhưng tự nhiên người ta bạn về người ta nói một cái trải nghiệm ngược lại với bạn thì tự nhiên bạn thấy rất là khó chịu. Bởi vì tôi ở Việt Nam bao nhiêu lâu nay rồi, quả cam nó phải như thế. Xong bạn đi hỏi tất cả mọi người quả cam nó phải như thế, mọi người đều xác nhận là mày nói đúng, mày có nói sai đâu. Nhưng mà tại sao thằng kia nó cứ nói quả cam lại phải nhiều như kiểu nó mô tả thì kiểu như vậy. Thì khi mà nói đến cái mùi cam chanh thì nó cũng sẽ như vậy, luôn luôn là mùi này cam chanh thì sẽ là mùi mát ha.
Thực ra cũng không hẳn là như vậy. Khi mà cho vào pomade, nó là một cái mùi tuyến tính và đơn giản các bạn ngửi thấy cái mùi chua là nhiều nhất, không có mất đi cái sự thanh và cạnh thêm những cái thanh thanh đấy. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà nói đến vấn đề thanh ấy, mà vấn đề mát mũi ấy, thì mình xin đề xuất với các bạn một cái mùi nó đảm bảo luôn là rõ ràng là cái mùi đấy ngửi lên nó đã thanh thanh mát mũi rồi. Đấy là mùi họ lê, họ của mùi quả lê này, mùi họ nhà dưa này. Đó, mình đang nhớ đến hai cái họ đấy. Táo thì thực ra thì cái mùi táo nó lại thiên về ngọt hơn nhiều hơn là cái sự thanh thanh. Thì kiểu như vậy, tức là cảm giác khi mà ngửi những quả dưa đầu tiên là gì? Cái sự thanh thanh của cái mùi dưa, kể cả dưa vàng, dưa hấu, dưa gang, dưa bở gì gì đấy, rất là nhiều loại dưa, thì nó sẽ sộc lên cái mùi thanh thanh kiểu thế. Thì đấy mới thực sự là cảm giác mát, mát mũi nha. Đó. Còn cái cam chanh này thì nó cho cảm giác thân thuộc, nó mang cái sự liên tưởng tới cái trải nghiệm của các bạn. Thì với mình thì mình không đánh giá cao cái mùi cam chanh này của con Noisy Rider. À nhầm, lộn xạo. Sorry các bạn, AC Tiger. Thì đây, xếp sao của chúng ta đây. Đây lại một lần nữa là một con pomade hệ cứng waxy. Và thực sự mà nói với các bạn ấy, con Dion Hunok, con Thao hôm qua mình review chưa là gì so với con này đâu. Nó rất là cứng. Các bạn nhìn nhá. Đây mình sẽ bỏ cục sáp này ra, mình sẽ lấy thêm cục sáp khác. Đó. Các bạn nhìn mình móc này. Mình móc một cục sáp thôi mà mình vẫn phải dùng một cái lực mà mình tin chắc chắn rằng với cái lọ Dion Hunok mình móc được phải 1/3 lọ bằng cái lực tay đấy. Rất cứng, cực kỳ cứng. Và đấy là một trong những cái lý do vì sao mà dân chơi Việt Nam muốn trải nghiệm ám ảnh với AZ Tiger. Kiểu khi mà nhìn bao bì ok, đẹp, thích. Khi mà ngửi vào mùi thì miễn cưỡng có vẻ là thích bởi vì nó tương đối quen thuộc, không sao cả. Không thích cũng không sao, nhưng nói chung là mùi cơ bản. Nhưng mà khi mà các bạn lấy sáp ra là các bạn đã thấy không vui rồi. Đây, mình vừa ấn nó xuống. Đó. Thì xoa ra tay sẽ như thế nào? Đó. Đây mình xoa ra tay các bạn. Đặc hơn, nặng hơn so với rượu ăn hú nóc. Thì cái vấn đề cũng tương tự như vậy. Đây, nó sẽ sót lại mấy cái màu khí khô con tiều của sáp này. Xoa tay đánh tan không dễ một chút nào. Gọi là đúng kiểu firm. Fuck. AZ Tiger được dân chơi Việt Nam miêu tả là một sự ám ảnh không hề nhẹ. Tại sao nó là một sự ám ảnh vừa nhẹ? Đầu tiên thì mình cũng xin nhắc lại với các bạn rằng là mình đang sử dụng pomade trên một con búa gốc dầu firm hâu ở trên nền tóc có sẵn build up. Thì vậy, vì vậy nên là độ giữ nếp nó sẽ tăng lên thêm một bậc. Và mình sẽ nhận định nó như thế này. Khi mà mình vuốt AZ Tiger cho lên tóc ướt như vừa rồi thì mình nhận luôn được một cái độ giữ nếp mà mình tin chắc chắn rằng là nếu mà bình thường ra thì mình sẽ không cần phải dùng thêm một lần pomade nữa bởi vì nó quá đủ rồi. Với build up ở trên tóc mình hoàn toàn có thể chải mà không cần sấy. Ví dụ nó hiện giờ đang rất nặng quý vị nhé, cực kỳ nặng. Và ngay cả khi nó đã có build up của những con Greasy lên rồi và đang ở trên nền tóc ướt, nó cũng cực kỳ rít luôn. Ôi, đó là cái sự ám ảnh quý vị ạ. Đó là cái sự ám ảnh. Đúng là nó có giảm rít hơn so bình thường thật. Đây quý vị xem, mình không cần sấy nhá, mình không cần sấy. Tóc vào nếp luôn. Và nhìn, và nó rất là chắc chắn luôn. Không cần sấy. Đấy, tóc vào nếp luôn. Lại còn nếp căng đét luôn, không cần sấy sủng gì cả luôn.
thấy hiện giờ trên tóc của mình đã cảm nhận nó đã ở mức strong hold rồi luôn ấy. Tức là chỉ cần dùng một lần thôi, nó đã ở mức strong hold rồi, không còn là firm hold nữa luôn, ở ngay trên build up này luôn. Thì nếu mà trừ đi cái trải nghiệm của sản phẩm đang ở trên nền build up thì một bậc dư nếp, thì mình phải xác nhận với quý vị rằng là ngay thời điểm hiện tại khi sử dụng lên tóc ướt, nó đã ở mức firm hold rồi, nó đã ở mức firm hold với tóc mỏng thưa ở trên phần đỉnh này rồi. Thì tất nhiên là với tóc mật độ dày hơn thì chắc chắn là nó không được lên đến firm hold lắm, không được chuẩn firm hold lắm, chắc là có lẽ chạm đến firm hold mà thôi. Nhưng mà tuy nhiên rằng là phải nói với các bạn rằng là gì, nó quá mảnh, nó quá dít. Thì thôi, thì bây giờ mình cũng có phải sấy qua cho nó khô hẳn đi rồi mình sẽ dùng thêm một lượng nữa. Tất nhiên là mình cũng không muốn để nó bất công cho anh em của nó, thế nên là thôi, hy sinh một ít tóc thì cho các bạn nha. Đây thưa quý vị, như mọi khi nha, nhưng mà thời gian sấy thì mất ít hơn vì không mất công phải lắc lắc tóc này nó khô hết, thêm nữa vào nếp nó rất chắc chắn luôn, rít kinh khủng, thề điêu làm chó luôn, rít kinh khủng khiếp luôn, lâu lắm rồi mới dùng, ám ảnh. Thôi thì mình sẽ lấy thêm một lượng nữa để dùng cho các bạn nha, khổ quá. Và nó cứng đến cái nỗi ấy, móc kiểu này ấy, là nó quay cả một cục sáp, nghĩa là toàn bộ sáp ở bên trong, chứ nó không cho mình lấy một cái mẩu nào. Đây các bạn nhìn mà xem, tay mình đang từ đây ở phần đoạn này, bây giờ đang chui xuống đoạn này rồi, đây mình móc cho các bạn xem, đây nhìn quay một đống như thế,
mà chỉ có một tí sáp này thôi. Đây mình quay cho các bạn xem này, đây trời đủ sáp vuốt tóc thịt khô còn tiểu. Một lượng nữa nha, trời đủ. Một lượng như thế này nữa nha quý vị. Đây. Xin lỗi em ngàn lần xin tha thứ. Xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em, xin lỗi mái tóc của anh. Cái lò anh rách rác chứ rách ZACK ui rít vãi luôn. Chải bằng cái phần thưa này còn rít nha quý vị, chứ chưa nói cái chải bằng cái phần khít này đâu. Ui dồi ôi, nó rít một cách kinh khủng, rít một cách dã man tàn bạo vô nhân đạo luôn. Rít phải gọi rằng là không còn từ gì mỹ từ nào có thể miêu tả cái độ rít của nó luôn. Rít kinh khủng khiếp. Ui dồi ôi. Đấy thì mình sẽ tạm nhận xét ở đây, bởi vì chúng ta vẫn sẽ còn một clip, một đoạn clip đằng sau nữa, thì sau khi mình trải nghiệm mấy tiếng đồng hồ nữa khi đi ra ngoài này nọ kia, phải nói rằng là gì, nó rít rít kinh khủng, rít nữa rít, mà mình khẳng định với các bạn luôn là cái trải nghiệm của dân chơi là gì, nó đã rít trong lúc vuốt tóc rồi ấy, rít cả trong lúc gội đầu. Và không những rít trong lúc gội đầu mà bebop của nó ấy, chỉ tính riêng nó thôi ấy, nó đã bằng con Murray rồi. Tức là gội một tuần có khi còn chưa sạch luôn, kể cả bạn gội clear, head and shoulder, chấp. Mùi hương thì bình thường, bây giờ mình đang thấy nó tỏa tỏa ra một ít, nó không quá kiểu nồng nặc. Còn tiếp theo đấy là về cái độ bóng, thì các bạn hãy nhìn rõ cái độ bóng đây. Cái độ bóng của cái sản phẩm này cũng không cao lắm. Bản thân mình đánh giá nó ở mức bóng mờ của thang điểm của một cái lọ pomade. Còn bóng mờ ở trên watch thì nó sẽ khác hơn nha. Nó sẽ bóng ít hơn, nhưng mà đây với pomade thì cái con này nó sẽ khoảng bóng mờ. Thì so với con Zion Hunok với bản chính như thế nào? Thì mình nói thẳng với các bạn luôn là so với nó thì tất nhiên là có công dụng tốt hơn. Nhưng mà chính xác là công dụng để thử người thôi, chứ không phải là công dụng để dùng đâu. Nhưng mà thôi thì cứ nhận xét công tâm thì thôi, thì mình sẽ có cái nói sao nhỉ, nhận xét cuối cùng sau mấy tiếng nữa. Và đối với các bạn thì chỉ cần tua nhanh đi hoặc là ngay sau đoạn này thôi là sẽ thấy nhận xét của mình ngay mà. Thì thôi các bạn chờ mình một chút nhé. Đó, ok, xin chào quý vị và các bạn. Thì quay trở lại với cái vấn đề con AZ Tiger, thì như các bạn đang thấy ở trên tóc mình thì nhìn trông nó không khác gì với lúc nãy. Tuy nhiên rằng thì sau độ khoảng 5 tiếng sinh hoạt với AZ Tiger thì mình có đúc kết như thế này, thực ra chính xác là 6 tiếng. Đầu tiên thì mình có úp mũ trong vòng khoảng 45 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ.
thì nó thật ra là những thời gian ụp mũ đấy thì nó cũng không ảnh hưởng lắm tới độ giữ nếp. Tức là về cơ bản thì khi mà cái tác phẩm của mình ổn định rồi, như kiểu cuối cái đoạn vừa rồi ấy, thì mình có cái này, cái vấn đề là nó sẽ vẫn giữ nguyên như thế, ok, phớm, được, phớm. Tất nhiên là cái mái tóc đấy thì nó cũng không phồng cao lắm, nhưng mà bởi vì nó giữ nguyên, nó có cái độ ổn định nhất định đấy, thì mình cũng khá là hạnh phúc, khá là vui vẻ với nó. Cho đến khi mình cảm nhận rõ ràng cái sự thiếu hụt của cái sản phẩm này. Bởi vì nếu mà so sánh với một con Heavy Hole như là con Rouge Pink thì nó lại hơi có một chút khập khiễng. Nhưng mà nếu mà nói nhìn chung ra một cái trải nghiệm về một con Firm Hole Oil Base, thì ngay khi mà mình sinh hoạt sau một tiếng đấy, mình ra mồ hôi, thì tất nhiên là tóc mình không phải là sợi tóc dầu. Tuy nhiên thì khi mà ra mồ hôi, lập tức nó lại giảm đi cái độ dính của sản phẩm. Cái độ dính như thế nào, ban đầu cảm giác rất là chắc chắn luôn, rất là chắc chắn. Sau đấy thì giảm dần. Và bây giờ tơi, bung ra. Tất nhiên là nó không mất hết, nhưng mà để mà nói rằng là gì, nó có bị tơi, nó bị bung ra thật hay không, thì mình xin chẳng khẳng định với các bạn là có. Và điều này khiến mình cho cảm thấy rằng là thực sự mà nói thì lại một cái sản phẩm nữa với bản thân mình. Mình không biết đặt nó ở trong một cái vị trí nào. Đầu tiên, mùi hương cũng không đặc sắc như Dion Hunok. Cái thứ hai, đấy là chất sản phẩm thì lại khó lấy và cũng khó xoa ra tay. Tuy không còn quá nhiều hạt sáp nữa, nhưng lại quá kiểu phải dùng lực nhiều để xoa ra tay. Đấy là hai cái nhược điểm về mặt lấy sáp. Cái nhược điểm thứ ba về mặt bao bì thì nó vốn dĩ của C-Rival rồi, cứ coi như là vấn đề mặc định đi, coi như là vấn đề tính năng đi. Và cái cuối cùng đấy là gì? Cái hiệu năng này thực sự ra nó không cho mình một cái cảm giác đảm bảo, không cho một cái cảm giác an toàn. Tức là nếu mà các bạn sử dụng một cái sản phẩm Firm Hold thì các bạn phải có một cái sự cầu thị, tức là cái tiêu chuẩn nó phải chuẩn là Firm Hold, tức là độ giữ nếp khá. Như cái tên của nó ấy, Firm thực ra là nó là ở cái từ dịch ra sát nghĩa tiếng Việt là vừa đủ đó. Firm Hold mà, tức là trên bất cứ nền tóc nào cũng là ở dạng vừa đủ. Tuy nhiên rằng thì cái sản phẩm C-Rival Aged Tiger này thì phải nói rằng nó không vừa đủ gì cả, nó khiến cảm giác mình thấy thiếu hơn là thấy đủ. Chính vì lẽ đó nên là mình không đánh giá cao sản phẩm Aged Tiger này. Và cũng hiểu vì sao những người chơi pomade gạo cội tại Việt Nam thực sự mà nói không ưa C-Rival. Tại vì sao? Bởi vì ngoài bao bì đẹp ra, hiện giờ chúng ta đã đi được gần hết một line sản phẩm. Về cái boxy rồi chỉ còn đúng một con Music or Mystery thôi. Thì mình không thấy một cái đặc điểm gì nổi bật, thực sự mà nói thế. Nếu mà chúng ta đặt giữa một cái sản phẩm lab made, đấy là Rouge Pink, với con này, bỏ qua cái vấn đề độ giữ nếp và với những cái trải nghiệm khác nhau, thì mình cam đoan với các bạn rằng các bạn sẽ chọn Rouge Pink vì mùi thơm hơn, bắt mũi hơn và thậm chí là rẻ hơn. Nhưng tại sao chúng ta lại phải chọn một cái sản phẩm và chúng ta phải quan tâm rằng bao bì bảo quản thế nào, mùi hương thực sự cũng không quá match, cũng không quá hợp với cái tưởng tượng của chúng ta. Thì đấy là một trong những cái mà mình không thích nhất của cái sản phẩm này. Và có lẽ như là dòng sản phẩm này, hoặc do tính chất của cái kiểu sản phẩm như thế này, tất nhiên rồi, mình vẫn sẽ có thử nghiệm một số cái sản phẩm khác cũng cùng hệ với nó. Một số nha, mình cũng thực ra thì cũng không rõ ở đây mình sở hữu bao nhiêu con cùng hệ, nhưng mà mình không nghĩ rằng việc cái sản phẩm như vậy, hệ Waxy hoặc là đơn giản là C-Rival bị kỳ thị ở Việt Nam là vô cớ, là dìm hàng một cách vô căn cứ. Mình sẽ là người kiểm chứng cho các bạn và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau, và có thể sẽ có một clip tổng kết về những gì mà chúng ta đã đi cùng nhau trong suốt một tháng chẳng hạn như vậy. Thì như này, thôi thì như mọi khi, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn đẹp trai. Cũng như rằng, cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ
và quyên góp tiền cho Nguyên Review để mua rất là nhiều sản phẩm. Cảm ơn các bạn. Thực ra thì cần các bạn cho mình mượn hơn là cho mình tiền. Cảm ơn các bạn. Thôi thì chắc chắn các bạn khi mà xem clip này cũng là một buổi tối rồi. Chúc các bạn ngoài đẹp trai và sức khỏe ra thì còn vui vẻ với những người xung quanh và cuộc sống của chính các bạn nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.